bị thăm quấn đặt gì đó nó không dám lên. Ai thăm? Vợ nó với thằng đó. Thằng nào? Thằng ghệ của nó. Ghệ của ai? Ghệ của mẹ gái của tôi. Ôi trời đất ơi, có chuyện này thật luôn hả? Dạ. Vậy là con nhà mình đi theo bạn trai hả? Dạ. Phải không? Dạ. Mình nói đúng không? Đúng. Lâu chưa chị? Này nó bà ta mấy bốn tháng rồi. Trời ơi. Bà đã đi theo người đàn ông khác? Dạ. Cấp hẩm là nay khoảng hơn 2 tháng. Em có lên Bình Dương này là bắt được tụi nó rồi mới đem nó về với. Rồi cấm cái thằng đó từ đây đến sau không có liên lạc nữa. Nhưng mà rốt cuộc rồi nó xây quay lại nó liên lạc làm sao mà nó xuống dưới nó chở xuống tận dưới nó lén nó chở đi. Bắt được rồi đâu? Mất luôn. Vậy là lâu chưa anh? Lâu rồi, nay 2 tháng mấy, 3 tháng rồi. Cái thời điểm đó là anh đi cùng với ai? Đi hai vợ chồng với thằng ghế. Là chồng của con gái nhà mình đúng không? Là bắt được ở tại phòng trọ hả? Tại phòng trọ. Thật luôn hả? Bắt tại phòng trọ rồi mà đem về rồi nó dụ thằng chồng nó đi qua bến xe dây tiền dây bọc gì thằng chồng nó vô trong phòng lên lầu làm giấy làm tờ ở đây phóng tràng đó rồi giọt đi mất luôn đến giờ luôn. Cái hôm đấy bắt là con gái nhà mình đang ở với cùng thanh niên kia hả? Ừ. Là ở chung luôn rồi hả? Ở trong bàn này lên đến này không có dám nói tiếng gì tên chỉ la vợ dài 3 tiếng gì rồi. Ai con rể hả? Ừ. Con rể nhát vậy hả? Nhát như thỏ đế vậy. Ủa nhát như thỏ đế hả? Dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Em là Phạm Thị Tho ở Bến Tre. Dạ. Bên Sài Gòn. Dạ. Đồng Quỳnh Thanh Phương. Vậy là hai vợ chồng anh chị từ quê nhà Bến Tre. Dạ. Hôm nay là về Bình Dương. Dạ. Để nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã tìm con. Dạ. Con gái của chị họ tên đầy đủ là gì? Bình Thị Kim Sa. Em nó nhiêu tuổi rồi chị? 20 tuổi. Dạ, đây có phải là bé nhỏ này, có phải là con của em không? Dạ. Em sao bỏ nhà đi đây? Em có không biết sao nữa đó, nhà thì nó hồi mới đầu nó về nhà nó mặn về mặn tay xài á. Rồi nó về nó kiếm chuyện với thằng này nó ra, hai chồng nó ra tạo. Ra tạo rồi tự nhiên nó ra tạo rồi nó xong rồi nó quen bạn bè gì đó. Rồi kè kè cách nó cũng một tháng rồi xong rồi nó kêu chồng nó về nhà đằng này ở đi. Rồi xong rồi nó kêu thằng này nói gì đó rồi nó về đây nó cũng nói nó đi Bình Dương làm. Rồi này nó không cho nó nói rồi xong rồi nó ra ngoài nó trốn nó đi chồng nó đi. Bây giờ chồng điện về nó vợ nó đi mất tiêu rồi. Trời đất ơi. Rồi giờ nó chồng nó dọn đồ về nhà ở. Vậy là hôm nay là hai vợ chồng anh chị lên đây cùng với cháu ngoại. Dạ. Để đi tìm con. Dạ. Cho hai vợ chồng và đặc biệt tìm mẹ cho bé. Dạ. Con rể anh chị đâu? Sao không lên đây cùng? Rể ở nhà bị thăm quấn đặt gì đó, nó không dám lên. Ai thăm? Vợ nó với thằng đó. Thằng nào? Thằng ghệ của nó. Ghệ của ai? Ghệ của mẹ gái của tôi. Ôi trời đất ơi, có chuyện này thật luôn hả? Dạ. Vậy là con nhà mình đi theo bạn trai hả? Dạ. Phải không? Dạ. Mình nói đúng không? Đúng. Lâu chưa chị? Này nó bà ta thấy cũng thấy rồi. Trời ơi. Bà đã đi theo người đàn ông khác? Dạ. Cấp hẩm là nay khoảng hơn 2 tháng. Em có lên Bình Dương này là bắt được tụi nó rồi mới đem nó về với. Rồi cấm cái thằng đó từ đây đến sau không có liên lạc nữa. Nhưng mà rốt cuộc rồi nó xây quay lại nó liên lạc làm sao mà nó xuống dưới nó chở xuống tận dưới nó lén nó chở đi. Bắt được rồi đâu? Mất luôn. Vậy là lâu chưa anh? Lâu rồi, nay 2 tháng mấy, 3 tháng rồi. Cái thời điểm đó là anh đi cùng với ai? Đi hai vợ chồng với thằng ghế. Là chồng của con gái nhà mình đúng không? Là bắt được ở tại phòng trọ hả? Tại phòng trọ. Thật luôn hả? Bắt tại phòng trọ rồi mà đem về rồi nó dụ thằng chồng nó đi qua bến xe dây tiền dây bọc gì thằng chồng nó vô trong phòng lên lầu làm giấy làm tờ ở đây phóng tràng đó rồi giọt đi mất luôn đến giờ luôn. Cái hôm đấy bắt là con gái nhà mình đang ở với cùng thanh niên kia hả? Ừ. Là ở chung luôn rồi hả? Ở trong bàn này lên đến này không có dám nói tiếng gì tên chỉ la vợ dài 3 tiếng gì rồi. Ai con rể hả? Ừ. Con rể nhát vậy hả? Nhát như thỏ đế vậy. Ủa nhát như thỏ đế hả? Thanh niên kia tên gì? Giấy là giỏi chẳng được. Không. Cái người mà dẫn con gái nhà mình đi á.
Nguyễn Thanh Hoàng. Năm nay 36 tuổi. Quê quán ở đâu? Người thì nói là ở Bạc Liêu, người nói ở Đồng Nai mình đó. Mình chưa biết ở đâu ha. Chưa biết nó ở đâu. Vậy là gia đình nhà mình có biết được rằng là con gái nhà mình quen cái thanh niên đó qua đâu không? Không biết luôn mà giờ mới biết á. Trời ơi. Rồi con rể hay sao? Rể thì ở nhà thì nó đi bằng công ty á, rồi nó chiều nó về nó ngủ rồi nó khóc lâu chứ không? Không có nói gì chứ. Chỉ biết khóc nhớ vợ, chỉ biết khóc hả? Dạ. Vậy là hôm nay là không dám lên đây luôn hả? Không dám luôn. Thằng kia nó hâm hả? Dạ. Trời ơi. Cái nhỏ gái hâm. Con gái nhà mình? Dạ. Hâm chồng nó luôn hả? Đúng rồi. Nó hâm sao? Hâm nó nói là nó về nó tống cổ ra khỏi nhà rồi với thằng nó cho người quấn. Ôi trời đất ơi. Vậy là hiện tại bây giờ con rể nhà mình đang ở rể hả? Ừ. Con gái nói là về tống cổ ra khỏi nhà luôn. Ừ. Ừ. Tống hai vợ chồng già hơn. Tống cả hai anh chị luôn hả? Gần nhà của nó. Ôi trời. Thật luôn hả? Mình nói cái này có đúng không? Đúng. Con gái nhà mình đến mức độ vậy luôn hả? Dạ. Vậy mình tìm về chi rồi đây? Giờ tìm về cho nó ấy về cô ấy la chạy nó cho nó ở nhà con cái nó chứ giờ bỏ đi giờ thôi chồng em lo không. Khi con rể mà biết được cái sự việc như vậy, con rể của chị ấy, của anh ấy, thì con rể như thế nào? Nó buồn, buồn khóc tối ngày, yếu đuối vậy hả? Là tức là lần này là lần thứ hai đi theo thằng đó rồi hả? Dạ. Lần trước con rể nhà mình về có nói gì không? Không, nó không nói gì nữa. Không nói gì, không hỏi vợ như thế nào luôn à? Hỏi vợ nói sao nghe vậy chứ. Lần đó là con gái về ở với chồng được lâu không? Về được đỡ được một tuần. Ở một tuần? Dạ. Cảm thấy hai đứa có vui vẻ tí nào không? Thì nó cũng vui, theo đúng mất, theo chồng nó hoài hàng. Mà rồi xong rồi nó dụ chồng nó qua bên bến xe cho tiền, chồng nó lên làm giấy đi, cái này nó trốn đi. Vay tiền về cho nó hả? Dạ. Vậy là lần này đúng không? Lần này trốn đi đó đúng không? Trốn đi là con gái mang theo những thứ gì đi đây? Nó đi lần này là dài chưa có được tiền, nó đi mình thân á. Và quần áo. Cụ thể là ngày nào tháng nào? Không có nhớ ngày. Đi mấy tháng rồi ạ? Đi mấy tháng là 2 tháng mấy rồi ạ? 2 tháng mấy rồi đó. Đi lần sau này 2 tháng mấy rồi đó. 2 tháng mấy là mình có liên lạc với con không? Dạ không. Liên lạc không được, nó chặn cuộc gọi hết tên luôn. Con có gọi về không? Không luôn. Vậy là cái tin nhắn mà nhắn tin cho chồng đó là lâu chưa? Không dọn lâu. Nó nhắn tin qua lại cứ lâu, vài bữa là nhắn tin, vài bữa nhắn tin nó chửi. Là con gái mình hả? Ừ. Cả thằng kia này hả? Có cái chuyện này luôn hả? Sao em thấy cái chuyện này nó vô lý vậy? Có không? Có chuyện này thật luôn hả anh chị? Có. Ôi trời đất ơi. Vậy là ông con rể nhà mình ông nhát lắm hả? Nhát thì sao đấy. Vợ đi theo người ta hù là sợ luôn hả? Dạ. Bữa giờ là con rể mình có đi tìm không? Có, bữa hẳn đi lên cho anh bắt rồi về cái hai luôn. Nó không dám đi, nó kêu lần này đi luôn mà. Nói mẹ cha đi đi. Cái thời điểm nó đi lên bắt nó là cái thanh niên kia ở cùng với con gái nhà mình á. Ở cùng trong một phòng luôn. Nó có nói gì không? Nó tả lại, nó hỏi nhỏ con gái rồi chứ. Thằng nào với con nào á là vô đây làm gì ạ? Ủa rồi. Cái tôi vậy tôi hỏi mày sao mày ở phòng này? Phòng tôi ở chứ sao? Ta lại thì nó còn từng còn nhướng như vậy. Nó có biết anh chị là ba mẹ của con gái không? Là bồ nó không? Nó có biết không? Chắc biết chứ làm sao không biết được. Vậy là nên trả lời ngang trả lời ngang hàng nha. Rồi lần này ở mạng nó lại, lần này cũng nói lại, nó nói thằng cha với mẹ với thằng chồng nó được không? Cái nó làm thinh nè. Giờ nó có nói gì không? Nó làm thinh nè, cứ nó kêu thằng kia, nó mệt quá, hơi kè nó đi chỗ khác đi. Thì thằng cái bên đó nó kè cho đi qua bên phòng bên kia nó ở. Rồi bên đây là tự bắt con gái về làm. Lúc đó con gái có nhảy lên không, nhảy ngược lên không? Con gái có la làng lên không? Nó chơi, nó chống tự với thằng chồng nó rồi, xong rồi nó ra xe về. Lúc đó nhìn biểu hiện mặt con rể có thấy biểu hiện gì không? Dạ, rể nó khóc không? Khóc không hả? Có víu không? Víu giò không? Víu hết trơn. Víu hết trơn hả? Víu trơn. Cái này chuyện này có thật đúng hả? Lần đầu tiên em nghe luôn á. Bởi vì em làm ở đây rất là nhiều trường hợp rồi. Nhưng mà lần đầu tiên em nghe cái trường hợp mà chồng
vợ đi ở với người tình mà chồng tới mà thấy người tình của vợ lại sợ lại víu hết giò. Víu hết trơn hết. Chứ gặp như gặp người khác là nó đập chết à. Nó vô chụp đó nó quýnh chết à. Phải gặp nào quýnh chết luôn á, mà cái này nó không chẳng gì có một... Con rể và con gái của mình đó là cưới nhau lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? 2019 tới giờ. Trước kia là tự quen hay là làm mai mối? Tự quen luôn, hai đứa quen luôn. Mà... con rể là có cùng quê không? Nó quê Vĩnh Long, còn là này quê Vĩnh Tây. Tại vì mấy bạn công ty chung đó. Con gái ơi, lên ngồi với ông ngoại đi con. Lên ngồi với ông ngoại nè. Ngoan đi nha, tí chú cho kẹo ngửa nhé. Vậy là làm công ty được quen hả? Dạ. Tới giờ phút này là có một mình bé này thôi. Đúng rồi. Vậy là con gái của nhà mình là đi lần này lần thứ hai và đặc biệt đi tiếp tục cái thanh niên kia rồi. Ừ. Con rể có cái dự tính trong tương lai chưa? Chưa, nó nói nó ở vậy suốt đời, đợi vợ thì là gì thôi. Đợi cái gì nữa mà đợi, mình có khuyên con rể không? Trời ơi. Mà nó không chịu. Mình khuyên nó, sao? Nó thôi bây giờ lấy mình nó lỡ vậy thôi, lỡ mà ở vậy ra mình bước nữa. Nó nói không, con không bước, ở vậy. Đúng ra là anh chị khuyên đúng đấy. Tại vì lỗi này là lỗi, nếu mà thật sự như vậy là lỗi cho con gái nhà mình. Lỗi con gái nhà mình. Mà bây giờ con rể như vậy thì thôi, thì hai vợ chồng không có cái duyên thì thôi, thì khuyên động viên cho em nó có thể là kết thúc. Nó con nhỏ con gái này nó không chịu kết thúc. Nó phải nó điện về nó còn ghen thằng này. Ghen cái gì nữa mà ghen? Nó ghen, nó nói tiếng mày cũng mà bây giờ nó đi ra đường mình con không thể nổi, nó lanh lợi. Hồi đó nó khờ lắm. Bé nhà mình đến bao nhiêu tuổi rồi cháu ngoại? 3 tuổi. 3 tuổi. Con gái nhà mình bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Ôi trời. 20 tuổi con 3 tuổi vậy là 17 tuổi là có con rồi. Dạ. Vậy là 16 tuổi cưới hả? Dạ. Hay sao? Ủa, cưới chồng sớm vậy hả? Dạ. Sao ngày đó mình cho con cưới chồng sớm vậy? Hai đứa nó lỡ rồi giờ bên ấy mình phải sao luôn. Ăn cơm chứ kèm đúng không? Dạ. Phải không? Dạ. Khổ thế chứ lại. Trước giờ hai vợ chồng sống có được hạnh phúc không? Cái thời điểm mà chưa xảy ra cái người thứ ba chân chân vào á. Hạnh phúc đó, hai chồng nó hạnh phúc đó. Mà có một cái người mới đây là bị vậy đó. Là anh chị được mấy người con chứ? Hai người con. Bé này là con thứ mấy? Thứ hai. Lớn hả? Dạ. Con lớn mà vậy luôn hả? Trời ơi. Ai, buồn, quá buồn. Thật sự đây là một câu chuyện vợ chồng rất phức tạp. Cái câu chuyện này theo như em rất khó. Bởi vì anh chị là cha mẹ cũng như là chồng của em này đã từng lên phòng trọ mà chứng kiến một cái cảnh như vậy rồi mà mang về rồi, tới giờ phút này bỏ đi tiếp nữa thì thật sự bây giờ anh em mà có tìm được cái thông tin có về thì lại đi nữa thì sao đây? Đi cầu nó là mất đường em đường về tới nhà đi thì anh tính nó sao chứ giờ không có đường đâu nó bắt thì thú thật với hai vợ chồng anh chị là anh em không có quyền để bắt. Dạ. Mà anh em chỉ tìm giúp và có thể là khuyên em nó. Dạ. Suy nghĩ lại, suy nghĩ về chồng, suy nghĩ về đứa con thơ để mà trở về thôi. Còn anh em đâu có chức năng gì đâu mà bắt. Dạ. Còn nếu có gặp á, thì biết được thì cứ điện tụi em lên rồi dẫn lại ngày đó, chỉ ngày đó là... Bây giờ nếu anh em tìm được và tiếp tục diễn ra một cái hình ảnh như ngày trước là con gái nhà mình cùng với bạn trai đang ở phòng trọ thì anh chị sẽ xử lý như thế nào? Đó thì lên đó thì cũng bắt nó về, nhưng mà phải bắt thằng kia là làm cam kết từ đây đến sau không có liên lạc là phải cắt đứt, để nó về nó sống với chồng với con nó, đặng nó mà phụ nuôi con nuôi cái nó. Anh có nghe cái câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời không? Yeah. Rồi lại được 3721 ngày lại tiếp tục nữa rồi sao? Yeah. Con rể mình và con gái có đăng ký kết hôn không? Dạ yeah, không. Không đăng ký hả? Không. Ủa, sao lại không đăng ký kết hôn? Tại vì nó hỏi họ nó vụ cái xe án là trục trặc mà bị cho con bắt á, rồi nó đi về quê nó không có được. Không có xe về nó không có đi. Ủa, là con gái mà khai sinh họ mẹ hả? Họ cha, họ mẹ. Họ mẹ chứ đúng không? Đúng rồi. Tội quá, thấy đứa con thơ nó tội kiểu gì đâu không. Bây giờ mẹ thì như vậy. Còn ba nó là ở nhà là làm công việc gì chị? Làm công ty sắp dừa. Làm sao 6 giờ đi tới 5 giờ mấy. Mấy tháng nay có đủ tinh thần đi làm không?
cũng đi đi về về vậy đó mà buồn hiu à. Là anh ở nhà mình luôn hả? Dạ. Về buồn lắm đúng không ạ? Buồn, đêm nào cũng khóc. Khóc hoài vậy hả? Ừ. Yếu đuối vậy hả? Dạ. Mình là ba mẹ vợ nhưng mình nhìn cái con rể mình vậy mình xót hả? Xót đúng không chị không nói. Mình thương như con ruột đúng không ạ? Dạ. Bởi vì con rể nhà mình quá yêu thương con gái. Nếu mà gặp chàng rể khác thì nó đi lâu rồi nhá, dạ. Không có cái cơ hội để mà tha thứ cho con gái nhà mình đâu. Dạ. Còn cái này nó nói về nó vẫn nói là nó đợi vợ chừng nào vợ nó về thôi. Đợi chờ vậy hả? Chờ. Mặc dù biết là con gái nhà mình có người khác rồi vẫn đợi chờ. Dạ. Sao con rể nhà mình khờ ngốc nghếch vậy? Đợi chi nữa đây? Bởi vậy kêu hoài nó không nghe mình thôi. Vậy là anh chị là cứ động viên con rể là thôi là đừng đợi nè hả? Dạ. Nhưng mà thương con đúng không? Thương cháu ngoại đúng không? Đúng. Bây giờ một trong hai người. Bây giờ trước mắt là bé này nó đang thiếu thốn tình cảm của mẹ. Dạ. Một trong hai người cha và mẹ. Nếu mà có người mới thì khổ nhất là đứa con thơ. Khổ là khổ nhỏ, tội nghiệp đứa nhỏ thôi. Ông ngoại cất mấy cái kẹo đi, tí nào bóc cho con, không bóc cho cháu đi, nó xào xạc cái tiếng khó chịu. Ông ngoại bóc cho bé cái đi. Đổ ra cho nó cái để cho nó cắn tội nghiệp. Khổ nhất là con thơ. Yeah. Bởi vì là mẹ thì bây giờ là đang vui với nhân tình rồi, đang sướng rồi. Còn bây giờ con thì bỏ vơ bỏ bóc như vậy. Yeah. Còn ba nó thì bây giờ tinh thần đâu làm việc đây. Yeah. Nhà mình không biết là chữa, nhưng mà cũng thân thản, cũng hơi khỏe một chút. Bây giờ trên video này anh trai hãy nói một điều gì đó với con gái của mình, hy vọng con gái nhà mình xem được video này sớm quay trở về đoàn tụ với chồng, đặc biệt là đứa con thơ. Còn nếu mà không thương chồng nó cũng về nói chuyện rõ ràng ba mặt một lời, chấm dứt với chồng rồi muốn đi đâu đi, muốn yêu ai yêu. Mời anh lên tiếng. Thì cha già cha không có kêu gì hết trơn, nhưng giờ yêu cầu con về, con muốn ở với chồng con thì con cũng phải về. Bây giờ con không ở với chồng cũng phải trở về ba mặt một lời đặng rồi con muốn đi đâu con đi. Chứ giờ hỏi chứ con còn nhỏ về mà con đi về rồi ai nhà nuôi con. Khổ quá, bà khóc luôn. Mẹ nói với con đi. Thì giờ con nếu con nó coi trên này á thì thấy vậy đó thì con quay đầu về với con với chồng con, thì lúc ấy ở chồng con ở không ở thì ba mặt một lời, mau đi về đi. Chị gửi tới cái thanh niên kia đi, cái thanh niên mà phá vỡ gia can hạnh phúc gia đình của con gái nhà mình. Nguyễn Thanh Hoàng á, coi á Hoàng này á, mày coi á, mình thiên Kim Quỳnh Kim Sa về đây, về nhà với con gái nó với chồng con đó, nhưng mà đừng có phá hạnh phúc cho gia đình của người ta, của Quỳnh Kim Sa nữa. Thiếu gì con gái độc thân ở bên ngoài? Thiếu gì con gái độc thân ở ngoài đó thì mày cái tiền ở ngoài đi, mày bờ trả hạnh phúc rồi lại cho chồng nó đi. Cái này là trách thằng kia 5 thì trách con gái nhà mình 10. Đúng không ạ? Thằng kia nó dụ nhưng con gái nhà mình không chịu thì sao mà dụ được? Đây thật sự một cái điều rất là đáng tiếc. Bây giờ là ta nát hết gia đình. Và em dám chắc với anh chị luôn, cái phần trăm để vợ chồng đoàn tụ rất khó. Anh chị cũng phải xác định hướng trước và có thể là động viên con rể của mình chuẩn bị tư tưởng trước. Bởi vì mà để gia đình mà hòa hợp, em nói cái trường hợp của mình là rất khó. Đàn ông, em nói khẳng định với chị luôn nhá, đàn ông đi theo gái hoặc là vui vẻ bên ngoài nhưng nghĩ tới gia đình phần trăm về rất lớn. Nhưng phụ nữ, cái này không phải là em vơ đùa cả nắm đâu, phụ nữ mà đã ngoại tình rồi, những ai mà có tính lăng nhăng ngoại tình á mà đi theo người ta rồi nhá, cái cơ hội cái phần trăm trở về rất hiếm, hầu như là tỷ lệ nó rất thấp chị ạ. Nên mà cái hoàn cảnh, cái câu chuyện của gia đình nhà mình xác định được tư tưởng trước rồi. Thật sự mà nói bây giờ là em biết anh chị cũng biết rõ là có thể là khó về, nhưng mà anh chị vẫn mong muốn con nhà mình suy nghĩ tới đứa nhỏ. Đúng rồi. Để quay trở về. Tội nghiệp đứa nhỏ. Con gái tên gì? Con. Con tên gì con? Thương quá, quá thương luôn. Con gái dễ thương như vậy mà mẹ nỡ lòng nào mẹ đi bỏ đây. Mẹ không có điện để hỏi thăm con bé luôn hả? À. Trời đất ơi. Không có điện hỏi thăm. Vậy là trong quá trình đi như vậy là không gọi về hỏi thăm con. À.
mà có cái là Hình có nghe Hình dễ nói là nhắn tin chụp hình con này gửi qua, lần này không cho, lần này có cái là không cho chụp. Vậy là cứ nhắn tin với con rể liên tục vậy hả? Có người lâu ấy nhắn, người lâu nhắn, người nhắn chửi, rồi kêu thằng này chụp hình nhỏ này gửi qua, rồi kia không chụp thì nó chửi, nó đuổi xô. Cái thằng nhân tình ấy hả? Thằng con nhỏ gái. À, nhỏ gái chửi rể mình hả? Dạ. Chửi rể. Khổ nhà anh chị khó xử ha. Anh hãy nói lớn tiếng lên gửi tới cái người đàn ông mà đang hiện tại bây giờ là đang ở với con gái nhà mình, phá vỡ gia can hạnh phúc của con gái nhà mình. Anh nói chuyện đi. À, người yêu cầu Hoàng á, Nguyễn Anh Hoàng á, mày kêu con Huỳnh Thị Kim Tra quay về gặp cha gặp mẹ, rồi còn mày mà hãy buông tha để nó ra, để cho mà nó về nó lo con lo cái đó, như vậy với chồng nó chứ mà không có. Mà bữa hổm mày hứa với tao là không có liên lạc nữa, mà sao mày bị xuống tới với bánh tre mày bị rước nó, đến bây giờ cắt liên lạc cả gia đình. Bây giờ yêu cầu mày làm sao mày làm, mày phải di chuyển nó về dưới liền chứ không có đợi chờ cái gì nữa. Hy vọng rằng là em gái xem được video này, cả ba cả mẹ, đặc biệt là con thơ của em hôm nay về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì mong rằng em phải suy nghĩ lại. Tuổi đời của em mới đôi mươi thôi, tuổi còn rất trẻ, có thể những cái thời gian vừa qua do lý trí của em thất bại không vững vàng nên em có thể là bị phải lòng cám dỗ như thế nào đó để em đi theo người, em bỏ chồng bỏ con. Nhưng anh mong muốn rằng sau ngày hôm nay em phải suy nghĩ lại, thức tỉnh lại, hãy nhìn về gia đình để mà sớm quay trở về, đặc biệt nhìn đứa con của em. Con của em đâu có tội tình gì đâu, nó mới 3 tuổi, còn tương lai của nó phía trước như thế nào đây, ăn học của nó ra sao đây, rồi nó lớn lên như thế nào đây. Nên mà hãy thương con, suy nghĩ lại để mà quay về. Còn nếu mà em mà không thương chồng em nữa thì em cũng về, ba mặt một lời, em nói chuyện rõ ràng với chồng, rồi đường ai nấy đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa em ạ. Và đừng vì một cái chuyện gì đó không đáng, em có chắc rằng cái người đàn ông mà em đang ở đó là sẽ mang lại hạnh phúc cho em suốt đời hay không, hay là chỉ trong một phút giây nào đó, khoảng thời gian nào đó họ chán rồi họ lại bỏ, thì lúc đó em như thế nào đây? Nhà em gái, em suy nghĩ lại nhá. Em nhìn con em thấy không, nó rất là thơ ngây hồn nhiên. Nên mà mong rằng là em phải suy nghĩ lại, hãy nghĩ tới đứa con để mà sớm quay trở về. Còn cái thanh niên kia, nếu mà mình là đàn ông thật sự thì mình đừng có mà đi phá vỡ gia đình hạnh phúc người khác. Bởi vì bên ngoài đâu thiếu gì phụ nữ độc thân đâu, mà tại sao mà mình làm một cái chuyện mà nó gọi là tồi tệ đến như thế. Trong khi đó người ta đang có vợ, có chồng, đang gia đình đang yên ổn, mình đi chen chân vào, mình đi phá vỡ hạnh phúc người khác. Tại sao mình đàn ông mà mình làm những cái chuyện thật sự rất là thất đức. Nên mong rằng mình hãy buông tha con gái người ta ra. Còn nếu mà thật sự, thật lòng mình có bản lĩnh để mà mình thương con gái người ta thì mình hãy đưa con gái người ta về gặp trực tiếp ba mẹ người ta để mà nói chuyện rõ ràng. Còn mình mà bây giờ mình dụ con gái người ta mà bỏ trốn như vậy thì cái điều đó là cái điều thật sự rất là hèn, phải nói là quá hèn. Đàn ông như vậy hèn lắm. Nên mà mong rằng là xem được video này, nhanh chóng thì có thể là buông tha cho vợ người ta đi, người ta còn chồng mà mình lại làm một cái điều thật sự nó không ai chấp nhận được, thì đó là cái điều thật sự đáng lên án. Cái câu chuyện của anh chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nhé. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp trang mạng xã hội, mục đích chính là tìm con về cho anh chị, đặc biệt là tìm mẹ về cho bé 3 tuổi. Yeah. Toàn bộ thông tin sự việc anh chị vừa chia sẻ có đúng sự thật không? Yeah. Đúng. Nếu sai, tôi chịu hoàn toàn chịu pháp lực, tôi pháp lực trách nhiệm trước pháp luật ha. À. Thì em không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Yeah. Mong rằng con rể của anh chị mạnh mẽ lên. Suy nghĩ lại và có thể là kết thúc cuộc tình này được rồi. Đó là em, làm bản thân em là đàn ông, em gửi riêng tới con rể của anh chị. Bỏ càng sớm càng tốt. Cái này không phải là em xúi dục hay là em làm cho gia đình trở nên nó như thế nào đó, nhưng mà không còn hy vọng nữa đâu. Cố gắng tu tâm, giữ gìn sức khỏe, làm ăn để nuôi con, đặc biệt cho đứa con thơ.
Lần này cũng đi hoài vậy đó. Bỏ thôi anh chị ạ. Bây giờ biết sao đây. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này trên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Dạ, đồng ý. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm được cái thông tin của em gái cũng như là khuyên em gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình, với con, với chồng. Còn nếu mà không thương chồng là thì về ba mặt một lời chia tay đường ai nấy đi, bởi vì mình có đám cưới đàng hoàng đúng không ạ? Dạ. Thì mình chia tay cùng trong vui vẻ, chứ mình cũng đừng có làm như vậy, cái tiếng sau này nó để đời ghê lắm. Cái tiếng mà thật sự như anh chị bây giờ lại ở quê nhà đó, anh chị đi ra ngoài anh chị chắc mọi người biết hết chưa? Biết hết. Biết hết rồi à? Dạ. Khổ tâm đúng không ạ? Đúng. Rồi cố gắng nhá. Rồi con gái, con gái ơi, con gái nhớ mẹ không? Nhớ mẹ không? Nhớ không con? Chắc không rồi, mẹ bỏ vậy sao nhớ? Có được chăm sóc đâu nhớ? Đấy. Đúng không? Không. Khổ quá. Rồi xin phép chào gia đình nhà mình, chúc gia đình nhà mình thuận lộc bình an về quê. Và cái điều đặc biệt là con gái nhà mình sớm qua trở về, có thể là thay đổi để mà thương gia đình nhá. Chào gia đình mình. Rồi chú chào con gái nha. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.